Bây giờ là thời lượng dành cho bản tin thị trường ngày 30 tháng 9 của Đài truyền hình Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chấn trình xử lý nghiêm tiêu cực trong hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu biên giới đất liền yêu cầu trong công điện của Thủ tướng mới ban hành ngày hôm qua. Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng các bộ Công an, Quốc phòng, Tài chính, Công thương, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời có giải pháp điều tiết hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tại các cửa khẩu, không để xảy ra tình trạng ùn tắc làm luật đối với các doanh nghiệp, chủ phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.